Thôi, mình chào bạn nha. Đó thì cũng có nhiều bạn kêu mình đó là FKDT đi. Thì hôm nay mình đã chọn được một cặp cá nữa các bạn. Đó. Nhưng do mấy lần trước đó mình vớt cá về thì mấy con cá mái nó gì nó nhỏ quá. Đó đây. Đó nay thì có con cá này nó được được rồi, chứ chưa có to lắm, bụng nó cũng chưa có trứng nhiều các bạn. Đó thôi thì mình cũng ép luôn. Ở đây cá mái nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Cái bụng sọc 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 rồi nè. Đó. Nhưng mà cũng chưa có căng trứng lắm các bạn. Nhưng mà lại mình cũng ép thử rồi. Đó có đẻ được nhiều trứng không nha các bạn. Đây con cá mái nha. Đó. Đó còn đây là con cá trống của mình nha. Đó, cá trống mà rất là hăng rồi. Đó các bạn thấy không? Đó, hai cá mái bên kia nè. Đó thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái hồ để mình ép nha các bạn. Nha. Đó đây là cặp cá ra để chuẩn bị ép nha. Rồi giờ mình sẽ đi lấy hồ để mình ép nha. Đó thì cặp cá nha các bạn. Rồi giờ mình đi lấy hồ mình ép nha. Rồi đây là cái hồ nhựa 7 lít để mình ép cá nha các bạn. Đây thì bây giờ mình chỗ mình thì không có bèo các bạn ơi, mình chỉ lấy một cái nhánh cây trầu bà mình bỏ vô thôi. Chỗ mình tìm không có bèo. Đó, bèo bèo nước các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ bỏ con cá trống vô nha. Đó, bỏ con cá trống vô cho nó làm quen với cái hồ trước nha các bạn. Đó, rồi chút xíu nữa mình mới bỏ cá mái vô sau. Đó, cho nó làm quen cái hồ trước đi. Đó. Rồi, chút xíu nữa rồi mình sẽ bỏ cá mái vô sau nha các bạn. Để cho cá trống nó quen với cái hồ đi. Nói chứ mình mới bỏ vô nó nhát lắm. Nha. Để chút xíu nữa mình bỏ con cá mái vô sau. Rồi bây giờ để mình đi xuống dưới nhà, chút xíu nữa mình lên bỏ cá mái vô nha các bạn. Rồi các bạn, thì sau 2 tiếng ha, mình mới thả con cá mái vô nè các bạn. Đó, cho con cá trống nó làm quen với cái hồ rồi, bây giờ mình mới thả cá mái vô nè. Đó, để cho hai con nó bắt cặp với nhau, nó làm bọt có đẻ nha các bạn. Đó thì cá đi thi ở ngoài thiên nhiên thì nó cũng tự tìm nhau, nó bắt cặp để nó làm bọt mổ đó, nó đẻ thôi, chứ nó không phải như cá beta nha các bạn. Mình cá beta thì mình phải cho nó kè kè trước ngày đó, sau khi cá trống nó làm bọt mình mới thả ra đó. Còn cá li thê là mình đó, mình ép là như vậy đó, mình cũng bỏ chung hai con vậy thôi đó, vô cái hồ vậy nè đó, tự tìm nhau nó bắt cặp nó đẻ đó, giống như ngoài thiên nhiên vậy nha các bạn, chứ nó không phải giống như cá beta nha. Đó hồi xưa mình ép như lại như vậy nha, mà không biết lâu quá rồi không có ép á, giờ ép lại không biết có bị lục nghề hay không ha. Đó các bạn thấy mấy con cá trống nó mới làm bọt chút xíu này nè các bạn. Đó lúc nãy mình mới bỏ vô nè. Đó các bạn thấy không? Mới có tí mấy hàng bọt nhỏ 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 nè. Đó, lúc hồi nãy 2 tiếng hồ nó làm được nhiều đó rồi các bạn. Đó thì mình mới thả cá mái vô ha. Đây. Đó thì bây giờ mình sẽ chờ đợi ha. Đó thì để coi ngày mai cái cặp cá này nó phát triển thế nào rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Đó, rồi, ngày đây ngày đầu tiên nha các bạn. Đó, thì ngày mai nó có làm bọt tổ bọt bự hay không? Đó thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha, cái quá trình của hai con cá anh ép như thế nào ha. Rồi. Rồi các bạn ơi, đó thì sau một ngày đó các bạn thấy không, làm có tổ bọt bự nè. Đó, ngay chỗ cái lá trầu bà đó các bạn. Đó, thì con cá mái cũng rất là sung luôn đó các bạn. Đó các bạn thấy không, người nó sọc 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 nè. Đó, con cá trống quá trời sung luôn ha. Đó, nó đang dụ cá mái để vô cái bọt các bạn. Đó, sau một ngày thì làm bọt rồi nha các bạn, nhưng mà chưa có trứng. Đó. Đó đó các bạn thấy không, cá trống nó sung kìa, nó đang tìm cách để nó dụ con cá mái vô tổ bọt nó các bạn. Đó, nhìn con cá mái vẫn còn chưa có chịu vô nha các bạn. Đó. Chạy tới giờ lùi các bạn thấy không? Đó. Wow, con cá trống bữa nay căng đậm đen luôn các bạn thấy không, quá trời đậm luôn. Đó hôm nay là ngày đầu tiên cách kể từ ngày mà mình bỏ hai con cá này vô chung các bạn. Đó nhưng mà mới làm bọt à, nhưng chưa có đẻ đó, thì mình mới mở ra thì mình sợ gió thổi bể bọt nó tội đó nha các bạn, nó làm tổ bọt bự luôn nè. Đó thì để ngày mai, bắt đầu ngày mai hay ngày mốt gì đó có trứng thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Đó đó các bạn thấy con cá mái nó chịu vô tổ bọt các bạn. Đó đó đó, nhưng mà chưa chịu ép nha các bạn. Đó thì để ngày mai, bắt đầu từ ngày mai hay ngày mốt gì đó bắt đầu có trứng thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Giờ mình đậy lại nha các bạn, để gió thổi vô bể tổ bọt nó tội nó, không tin nó làm ha.
Rồi, sau khi một ngày chờ đợi nha các bạn ha, thì đã có trứng rồi đó các bạn. Đây, nên quay sát cái tổ bọc cho các bạn xem nha. Đó, đây là trứng nha các bạn. Đó, nhưng mà nó hơi to đó các bạn thấy không? Tại nó mất cái mình che cái đèn đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Trứng ở trong bọc thấy không? Đó, hiện tại thì con cá trống đã dí con cá mái ra ngoài rồi. Đây cá trống đây. Đó. Đây. Đó, nó không cho con cá mái tới gần cái tổ bọc của nó nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Đây là tổ của bọc của nó nha. Thì chứ bọn mình gió nó vô bọt cũng bể mà. Thôi giờ để mình tranh thủ mình bắt con cá mái ra nha các bạn. Đó, đây mình bắt con cá mái ra rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Này một tay mình quay, một tay mình bắt không được nha các bạn. Đây, mình đã vớt con cá mái rồi nha các bạn. Rồi giờ thì còn con cá trống ở trong nó canh cái ổ bọt trứng của nó thôi. Đó, tổ trứng của nó nè các bạn. Đó, nhưng mà trứng thôi không được nhiều nha các bạn. Tại cá mái của mình nhỏ quá. Đó, thì cái này thì mình khoảng 2 ngày sau thì trứng nó sẽ nở nha các bạn. Đó, đây cá trống nha các bạn. Thì sáng giờ con cá trống nó ép cũng mất sức rồi. À thì bây giờ mình sẽ thả xíu vô lăng quăng cho nó ăn. Đó. Cho nào mấy con lăng quăng nha các bạn. Đó, đây là cái tổ trứng của nó nha. Rồi. Thì để sau 2 ngày sau thì ở đầu trứng nó nở thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Bây giờ mình đậy lại chứ để gió nó vô bể bọt đó, à, trứng nó rớt xuống ha các bạn ha. Đó. Rồi. Tiếp tục thì 2 ngày sau trứng nở thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi, thì sau 2 ngày rồi nè các bạn. Thì trứng nó đã nở rồi các bạn thấy không? Ở các con quê quá trời các bạn thấy không? Đó, nhưng mà mình mở cái nắp đậy ra thì gió vô các bạn, bể bọt cá nó chìm dưới quá trời các bạn thấy không? Đó, có những con nó bơi các bạn thấy không? Đó, có những con bơi cũng được, nó chìm dưới nè. Đó, bạn thấy không? Quá trời luôn đó các bạn thấy không? Này cũng cỡ được khoảng chừng, mình đoán là khoảng chừng được gần 200 con các bạn. Mình đón coi. Đó, này là các bạn thấy không? Đó, nó bơi nhỏ xíu các bạn thấy không? Rất là nhỏ luôn. Đó. Đó, nó đậu trên mấy cái lá chào bà nè các bạn thấy không? Đây, khi màn hình nó tối lại. Đó. Quá đã luôn hả các bạn ha. Đó, cũng lâu rồi mình cũng không có ép cá lia thia à, hôm nay mới ép lại nè. Đó, cũng được một bầy rồi ha các bạn ha. Đó, hy vọng là bầy cá con này nó phát triển lớn à, thì mình sẽ có được cá nhiều hơn à, mình sẽ tặng cho các bạn chơi à. Đó, quá trời cá con luôn nha các bạn ha. Mình sẽ cố gắng mình nuôi cái bầy này lớn lên nha. Đó, rất là nhiều luôn. Thôi đi bây giờ mình chắc mình không làm phiền nữa các bạn ơi. Bể bọt hết rồi, nó rớt xuống hết rồi. Đó thì cái video này là có nhiều bạn kêu mình đó là ép từ cá lia thia à, cũng lâu lắm rồi mình mới ép lại ha. Thì kết quả là được một bầy cá lia thia vậy ha. Đó thì cái bầy cá lia thia này sẽ phát triển như thế nào nữa thì mấy video sau mình sẽ cập nhật cho các bạn xem ha. Bây giờ nó bể bọt hết rồi à, chìm dưới nhìn nó tội quá. Đó thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn à, mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.